Dự kiến trong năm 2024, thành phố Hưng Yên tổ chức 24 phiên đấu giá đất để đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tổ chức 3 đợt đấu giá quyền sử dụng đất và ngày 30 tháng 3 tới sẽ diễn ra đấu giá quyền sử dụng đất đợt 4 tại Hội trường Nhà văn hóa lao động tỉnh Hưng Yên. Trong đợt này, thành phố tổ chức đấu giá 25 thửa đất ở xã Hùng Cường là khu dân cư mới phía Đông, đường liên xã Phú Cường Hùng Cường và khu dân cư mới phía Nam, nhà văn hóa thôn Phượng Hoàng. Ngoài ra đấu giá 14 thửa đất khu dân cư mới phường Hồng Châu và 16 thửa đất khu dân cư mới phường Lam Sơn sau khu đô thị Tân Phú Hiến. Các thửa đất đấu giá đợt này có diện tích từ hơn 90m² đến hơn 180m² một thửa. Giá khởi điểm từ 8,2 triệu đồng đến 22 triệu đồng một mét vuông đất tùy khu vực. Hiện thành phố Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các phiên đấu giá đất đáp ứng nhu cầu về đất ở cho người dân, đồng thời nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 vào năm 2025.